Lê Hoàng Phương gặp trở ngại lớn, sẽ khó đăng quang, tân Miss Grand Việt Nam là một cái tên không thể ngờ. Kết thúc các phần thi thuộc khuôn khổ Miss Grand Việt Nam 2023, Lê Hoàng Phương vẫn là cái tên nhận về sự săn đón nồng nhiệt, quan tâm hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cô nàng được cho là khó đăng quang vì điều này. Theo đó, bên cạnh tình cảm của đông đảo người hâm mộ nước nhà, Hoàng Phương còn được fan quốc tế để lại nhiều bình luận cổ vũ, ủng hộ chiến thắng cuộc thi. Nhiều chuyên trang lớn về sắc đẹp đăng bài và dành nhiều lời khen cho người đẹp quê Khánh Hòa. Dưới bình luận, hầu hết khán giả nước ngoài đều mong Hoàng Phương có thể đoạt được vương miện Miss Grand Việt Nam năm nay. Thật xinh đẹp, cô ấy sẽ là người đăng quang Miss Grand Việt Nam vào năm nay. Từ nhan sắc đến trang phục đều không có chỗ chê. Catwalk thật đẹp, tôi đoán cô ấy là người chiến thắng. Cô ấy là người thích hợp với ngôi vị hoa hậu. Ngoài ra, netizen đã phát hiện và lan truyền điều thú vị giữa cô và Miss Grand như sau. Khi người đẹp 9X dừng chân ở top 5 hoa hậu hoàn vũ Việt Nam hôm 25 tháng 6 năm 2022, thì ngay tối hôm đó, ban tổ chức Miss Grand International công bố mùa giải 2023 tổ chức ở Việt Nam. Liệu việc Lê Hoàng Phương chỉ dừng chân top 5 là cơ duyên dẫn dắt cô đến với Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 và giành chiến thắng để sải bước tham chiến ở đấu trường quốc tế? Mặc dù được ủng hộ, song không ít khán giả tỏ ra vô cùng lo lắng cho cô nàng vì tiêu chí mà cố vấn cuộc thi vừa hé lộ. Cụ thể, trên trang cá nhân, nhà báo Ngô Bá Lục đã viết: "Một đêm bùng cháy với các thí sinh Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, một số cái tên ấn tượng trong đêm trung khảo như Hoàng Phương, Bùi Khánh Linh, Thùy Vi, Nguyễn Vĩnh Hà Phương, Tâm Như, Hồng Hạnh, Trần Hồng Ngọc, Minh Nhàn, vân vân. Đặc biệt là màn hô tên bằng giai điệu theo phong cách âm nhạc thính phòng của Nguyễn Vĩnh Hà Phương thực sự tạo ấn tượng mạnh nhất trong phần thi này. Năm nay chọn hoa hậu để chiến đấu cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế ngay trên sân nhà, thế nên ngoài trình độ học vấn, khả năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng trình diễn, kinh nghiệm và trải nghiệm thì giao tiếp bằng tiếng Anh sẽ là một yếu tố quan trọng không kém, sẽ rất cân não trong việc chọn hoa hậu năm nay, càng khó đoán, càng kịch tính thì sẽ càng hấp dẫn. Chung kết sẽ diễn ra tối 27 tháng 8 tới đây tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều fan sắc đẹp cho rằng nếu đúng như những gì vị này chia sẻ, Lê Hoàng Phương có lẽ khó chạm tay đến vương miện vì khả năng ngoại ngữ của cô chưa thật sự xuất sắc. Chưa hết, việc ông Nawaz, chủ tịch MGA, muốn tìm một hoa hậu đa năng có thể ca hát có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Ban tổ chức Miss Grand Việt Nam sẽ lựa chọn một gương mặt biết hát như thí sinh Nguyễn Vĩnh Hà Phương, một người đẹp đang là sinh viên Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh khoa thanh nhạc để làm hài lòng vị chủ tịch Miss Grand. Nguyễn Vĩnh Hà Phương, sinh năm 2003, sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Người đẹp này là thủ khoa đại học đầu vào khoa thanh nhạc của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, niên khóa 2022-2026, giành học bổng học tập và có bằng A1, A2 piano cổ điển của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Vĩnh Hà Phương được biết đến nhiều sau khi tham gia Miss World Việt Nam 2022 và đạt thành tích top 5 người đẹp tài năng khi vừa tròn 18 tuổi. Nguyễn Vĩnh Hà Phương sở hữu khuôn mặt khả ái, cùng chiều cao 1m70 và số đo 3 vòng, 86, 62, 98cm. Người đẹp có niềm đam mê lớn với âm nhạc từ nhỏ, đặc biệt là âm nhạc cổ điển. Người đẹp từng đạt giải nhất hợp xướng trong cuộc thi âm nhạc tại Mỹ năm 16 tuổi. Hà Phương là một trong số những thí sinh sở hữu chất giọng opera đặc trưng và hiếm có. Bên cạnh giọng hát nổi bật, Hà Phương còn có khả năng giao tiếp thành thạo hai ngôn ngữ ngoài tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh và tiếng Pháp. Ngoài ra, cô có thể chơi piano, khiêu vũ thể thao. Hà Phương từng giành được ngôi vị Á hậu 4 ở cuộc thi Miss KBG Ratu Kibaya International 2022 diễn ra tại Malaysia. Năm 2022, Nguyễn Vĩnh Hà Phương đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu sinh viên thế giới. Hà Phương từng tâm sự, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Mai Phương Thúy là hai hoa hậu đã truyền cảm hứng cho cô dự thi. Chị Đỗ Mỹ Linh luôn tỏa ra nguồn năng lượng ấm áp và tôi rất thích cách chị ấy truyền sự yêu thương đến với mọi người. Còn chị Mai Phương Thúy khiến tôi ngưỡng mộ chị bởi tri thức, tôi học hỏi được ở chị rất nhiều điều, Phương chia sẻ.